bạn thân mến, ở clip này tôi sẽ nói kỹ hơn là một cái nguyên nhân cực kỳ phổ biến, nguyên nhân mà khiến cho các bạn nhỏ khi điều trị mụn mà tốt mụn này hết thì lại đến tốt mụn khác trồi lên. Nó làm cho chúng ta hiểu nhầm là điều trị mụn sao không hết, không hiệu quả. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Chúng ta trị mụn có kết quả đó các bạn, trị mụn hết đó các bạn. Nhưng vì các bạn mới trị được cái phần ngọn chứ chưa trị được cái phần gốc thì các bạn này đã ngưng rồi. Như trong y khoa người ta nói là mới chữa triệu chứng chứ chưa trị nguyên nhân bệnh. Mụn nội tiết nó liên quan đến làn da bên ngoài của chúng ta, nhưng nguyên nhân lại bắt đầu từ bên trong, xảy ra nhiều nhất, rõ nhất vào cái độ tuổi dậy thì, tuổi hành kinh, tiền mãn kinh và mãn kinh. Thời điểm này á, nội tiết bên trong các hormone có nhiều thay đổi theo chiều hướng xấu đối với cái làn da, bùng phát dữ dội và phát triển của cái tuyến nhờn á, gây rối loạn tuyến bã nhờn, tăng tiết mồ hôi, cổ nang lông nhanh chóng bị sừng quá, có nghĩa là dễ gây bít tắc hơn bình thường, nên mụn sẽ có và có rất nhiều. Mụn là bệnh do nang lông, do cái tuyến bã nhờn ở da hoạt động thái quá, làm tiết nhiều bã nhờn, trong khi mà miệng nang lông thì lại bị bịt kín do tăng sừng quá và do chúng ta làm sạch da chưa đúng cách đó các bạn. Chất bã nhờn ứ động lại ở lỗ chân lông nên tạo thành nhân mụn. Tuổi dậy thì mụn sẽ phát triển nhiều hơn ở trán, mũi, cận hai bên má, hai bên mũi và càm. Lớn tuổi hơn một chút thì mụn nội tiết sẽ di chuyển đến cái phía hai bên gò má phía trong và già phía dưới càm với cái vùng quai hàm và là vùng chữ U của chúng ta đó các bạn. Không may cho phụ nữ của chúng ta là theo thống kê thì nam giới ít gặp cái tình trạng này như là nữ giới của chúng ta. Nữ giới thì bị kéo dài hơn và nhiều hơn, cụ thể là nam giới chỉ chiếm khoảng 10%, trong khi con số đó ở nữ giới lên đến 20-30%. Khi có mụn trên da, chúng ta có thể dễ dàng bôi thoa lấy nhân mụn trị hết mụn được. Nhưng khi mụn bởi các nội tiết tố từ ở bên trong dẫn đến lượng dầu quá nhiều, da quá dễ bị bít tắc, nếu không chăm sóc hay là vệ sinh kỹ cho da thì mụn sẽ dai dẳng mãi. Giải pháp hữu hiệu nhất cho những người bị mụn nội tiết, bị mụn dai dẳng là khi mắc phải loại mụn nội tiết này thì nên sử dụng thêm cái viên uống chuyên dụng, viên uống điều trị mụn dành cho da dầu, da mụn. Mụn nội tiết nó mới dễ dàng giúp điều chỉnh lại nội tiết từ bên trong của chúng ta, giúp làm cho da chúng ta giảm mụn, điều tiết lại cái lượng nhờn, cân bằng lại cho da hơn, nó chống sừng quá cổ nang lông sẽ rất hiệu quả, giúp giảm thâm, da săn chắc, da cũng sẽ mịn màng hơn. Ngoài ra khi bị mụn do nội tiết á, chúng ta cũng phải hạn chế ăn các loại thức ăn quá cay, quá nóng, quá ngọt, quá nhiều dầu mỡ, bột đường, các loại thịt có màu đỏ, thức ăn đông lạnh, khoai tây chiên, thức ăn nhanh đều phải kiêng cữ hết đó các bạn. Nếu không tránh những thức ăn này thì việc điều trị mụn cũng sẽ không có thuyên giảm. Khi thoa sản phẩm điều trị mụn mà mụn chỉ giảm chứ không hết dứt điểm thì các bạn nên dùng thêm cái viên uống điều trị mụn từ bên trong. Cần kết hợp cả hai và kiên nhẫn chờ. Thì điều trị bệnh lý mụn phải có thời gian từ 4 đến 8 tuần nha các bạn. Chứ các bạn điều trị mụn thì không thể nào gấp được. Thân chào các bạn. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về tình trạng da hoặc bệnh lý của bạn gặp phải vấn đề nặng hay nghiêm trọng hơn thì cứ hãy liên hệ với chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bạn.